nghỉ 27 thiên, ngày thứ 27. Vậy chị bạn trước đây học ở trường đại học nào? Hành毅法nhắc lại. 那你姐姐以前在哪所大学读书？那，你，姐，以前在哪所大学读书？那你姐姐以前在哪所大学读书？那你姐姐以前在哪所大学读书？Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rất vui được quen biết bạn. 很高兴认识你。 Nói tốt lắm mà. 说得挺好的。 Học ở đâu? 在哪儿学习? Đương nhiên có thể. 当然可以啊。 Nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近. Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在那里读大学. Thật à? Chân là mà. Người bản địa Quế Lâm. Quế Lín bẩn tỉ rấn.